nói đến tin tức về tình hình thế giới cũng như chiến sự ở tại Ukraine đang diễn ra trong 24 giờ. Kính thưa bạn, nói đến chảo lửa đang sôi động mà chúng ta không biết chuyện gì xảy ra ở tình hình thế giới ngày hôm nay và có đi đến một cuộc chiến tranh để tam thế chiến tàn khốc hay không? Điều này chưa ai xác nhận mà người ta cho rằng đó là có thể sẽ đến với những gì tình hình ở Trung Đông cũng như luôn cả Ukraine đang diễn ra trong 24 giờ mà cả thế giới đang quan ngại, lo lắng về tình hình hiện nay. Thì đầu tiên Diêu Danh muốn thưa cùng với tất cả các bạn nói đến lời của Tổng thống Zelensky. Hôm nay ông đã xác nhận là Ukraine đã tiếp nhận 10 máy bay tiêm kích F-16 mà Tổng thống Zelensky ông rất cảm ơn đến Đan Mạch và Hà Lan và những quốc gia khác hỗ trợ tiếp tục thêm. Từ đây cho đến cuối năm thì Ukraine sẽ nhận thêm 20 chiếc. Nhưng lời của Tổng thống Zelensky ông cho biết ông nói tình hình hiện tại mà chúng tôi đang gặp khó khăn và cũng như F-16 cho phép chúng tôi tấn công sâu vào ở bên trong lãnh thổ đất nước của Nga với vũ khí của phương Tây. Điều này là cần thiết nhất hiện tại để ngăn chặn cuộc chiến mà Nga xâm lăng vào lãnh thổ đất nước của Ukraine hiện đang diễn ra khốc liệt ở tình hình miền đông Ukraine. Tổng thống Zelensky ông cũng đưa ra nhiều vấn đề về F-16. Trọng tâm của F-16 ngày hôm nay có thể hỗ trợ về đánh chặn tên lửa của Nga khi Nga tập kích bằng máy bay không người lái hoặc tên lửa Kalin, tên lửa Zhinchia và những loại tên lửa của Nga đã thường xuyên tấn công vào lãnh thổ đất nước Ukraine. F-16 có thể đóng một vai trò rất là quan trọng giờ rằng là kết hợp ở chiến trường cũng như luôn cả ở trong lãnh thổ đất nước của Ukraine để ngăn chặn tên lửa của Nga. Đó là theo lời của Tổng thống Zelensky, ông đã tuyên bố. Ông hiện nay ông cũng nói thêm về vấn đề thiết lập một vành đai là NATO để ngăn chặn tên lửa của Nga khi bắn giọt vào biên giới ở giữa các quốc gia chẳng hạn Romania và là cả Ba Lan. Ông nói vành đai này rất là quan trọng. Ông kêu gọi tất cả các quốc gia nằm trong liên minh NATO phải hỗ trợ ông và đánh chặn lập phòng không để rằng là đánh chặn các tên lửa của Nga. Đó là chi tiết qua lời của Tổng thống Zelensky ông đã nêu và cũng như Ukraine đã chính thức nhận F-16 10 chiếc đầu tiên và còn lại 10 chiếc sau sẽ vào cuối năm của năm 2024. Tức là từ đây cho đến cuối năm của năm 2024, Ukraine có 2 phi đội, 20 chiếc. Đó là những gì từ tin tức Ukraine mới nhất mà Tổng thống Zelensky ông đã nêu ra. Thì tình hình hiện tại nói về ở chiến trường trong 24 giờ qua, kính thưa bạn, thì các báo chí bình luận cho rằng là F-16 đã có mặt ở trên chiến trường, đặc biệt nhất là khu vực ở Donetsk đã yểm trợ bộ binh và phá dòng dây quân Nga và làm cho Nga suy kiệt. Theo lời của tham mưu trưởng Ukraine ông Shiki, ông báo cáo về tình hình cũng như cuộc họp ở tại bộ quốc phòng Ukraine, sự có mặt của Tổng thống Zelensky. Thì tham mưu trưởng Ukraine ông Shiki ông báo cáo trong 24 giờ lực lượng quân đội Ukraine đã loại khỏi dòng chiến quân Nga, như vậy là lên tới 1.180 quân và quân của Nga bị tê liệt, đặc biệt nhất là khu vực Chachoria cũng như Bogot và những khu vực lân cận ở tại Donetsk. Lực lượng quân đội Ukraine phá hủy như vậy là 31 xe bọc thép và 69 pháo binh của Nga đủ loại do máy bay không người lái của Ukraine đã triệt hạ. Kính thưa bạn, nói đến lực lượng quân đội Ukraine, tình hình hiện tại ở khu vực chảo lửa miền đông hiện nay là đang rơi vào tình trạng nguy kịch và cũng có thể nói là trong cái thảm khốc nhất chưa từng có. Hiện nay nó đang trở thành một cái cối xay thịt ở tại Bogot cũng như luôn cả Chachoya. Và theo lời của tham mưu trưởng Ukraine ông Shiki, ông cho biết thêm, ông nói hiện tại Nga tấn công chúng tôi một cách quyết tử chưa từng có. Nga đã cạn kiệt về xe bọc thép lẫn cả xe tăng. Nga hôm nay đã tung đòn với những loại xe mô tô và xe đạp điện lẫn cả các loại xe mà Nga là tệ hại nhất chưa từng có. Hầu như bọc thép của Nga không còn nữa sau những trận đánh mà Ukraine đã dồn dập phá hủy xe bọc thép, xe tăng của Nga. Thì bây giờ tình hình ở miền đông, tức là Nga dồn dập tấn công bằng lực lượng bộ binh. Bất chấp sự thiệt hại của Nga, Nga cứ tràn lên và bao vây. Đặc biệt nhất nói đến là một trong khu vực
ở New York. Kính thưa bạn, thì ở thị trấn này có cái tên là New York. Vô danh có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua, tình hình là Nga cho rằng Nga đang bao vây và ngăn chặn hai tiểu đoàn của Ukraine có thể trên dưới 1.000 quân và không thể chi viện được. Vì vậy, nếu như thời gian kéo dài, bắt buộc lực lượng quân đội Ukraine phải rơi vào tình trạng khủng hoảng giống như ở tại nhà máy gang thép ở Mariupol vừa qua. Đó là phía Nga đã công bố, kính thưa bạn. Còn lại về tình hình hiện nay, thì theo lời tham mưu trưởng Ukraine, ông Shiki, ông cho biết là nói chúng tôi đã có nhiều đường để chúng tôi chi viện, dù rằng lực lượng quân đội của Ukraine hiện đang mắc kẹt ở khu vực này. Nhưng chuyện mà chúng tôi để giải dây thì vấn đề này không quan trọng cũng như không cần thiết, vì chúng tôi đã có nhiều đường để chi viện và tiếp viện từ bộ binh lẫn cả súng đạn và cả lương thực để ngăn chặn, đặc biệt nhất là ở khu vực New York. Đó là theo lời của tham mưu trưởng Ukraine ông Shiki. Ông đã cho biết trong tình hình 24 giờ hiện nay nói ở tại chiến trường, kính thưa bạn, thì Nga tung những đòn quả lực cái rằng là sâu nổ chưa từng có, đặc biệt nhất là giữa một trong hệ thống phòng không cũng có thể là tấn công ở trên xe gầm T-72, nói đến một trong loại tên lửa mà gắn ở trên tàu chiến, kính thưa bạn. Thì một vòng tròn nó như thế này, là một vòng tròn trên dưới như vậy là 36 quả tên lửa, một trong các loại các tàu chiến, trong đó Việt Nam cũng có loại tên lửa đánh chặn này và cả tấn công. Thì chưa gì hết, chưa được trưng bày, chưa được giới thiệu đã bị lực lượng quân đội Ukraine đốt cháy với đầu máy bay không người lái. Hiện nay lực lượng quân đội Ukraine sử dụng bằng máy bay không người lái nhiều hơn ở trên chiến trường, tức là bộ binh chỉ phòng thủ ngoại trừ khi Nga bắt đầu những đợt xâm phong và dùng biển người để tấn công. Vì vậy trong 24 giờ qua Nga thiệt hại con số rất nặng nề về binh lực của Nga. Theo lời tham mưu trưởng Ukraine ông Shiki, ông đã cho biết tình hình hiện tại nói đến lực lượng quân đội của Ukraine đã tập kích sâu vào ở bên trong lãnh thổ đất nước của Nga rạng sáng ngày hôm nay. Đó là một trong quận lỵ của Volgograd, kính thưa bạn. Thì người dân của Nga nói nghe tiếng nổ và bốc cháy dữ dội, sau khi đó toàn cả quận bị cúp điện hoàn toàn, tức là máy bay không người lái đã tập kích trúng ngay vào ở mạng lưới điện của quận lỵ này. Thì Nga cho biết là hiện nay có tiếng nổ nhưng chúng tôi chưa xác định được sự vụ nổ đó như thế nào và tình hình ra sao, hiện còn đang điều tra cái sự nổ đó. Đó là phía Nga ở khu vực quận này, quận Volgograd đã cho biết, kính thưa bạn. Còn lại về tình hình ở tại khu vực Kharkov cũng đang sôi động không thua kém. Nga cố gắng kiềm chân lực lượng quân đội Ukraine vì giữa khu vực ở Donetsk hiện nay, tức là từ Pokhod và lẫn cả Chasovia, tức là lân cận gần với nhau mà lực lượng quân đội Ukraine hiện đang kiểm soát. Nga lo sợ rằng lực lượng quân đội của Ukraine từ Kharkov sẽ chi viện về ở chiến trường này và quân của Nga khó có thể đạt được thành công để chiếm lấy trọn vẹn từ Chasovia lẫn cả Bogot. Giữa Chasovia và Bogot cách nhau chưa đầy 10 cây số, lực lượng quân đội Ukraine có thể vận chuyển tất cả các phương tiện và chi viện ở nơi đây. Nhưng tham mưu trưởng Ukraine ông Shiki, ông cho rằng chúng tôi không cần thiết ở nơi đây và chúng tôi có đủ lực lượng và tuyến phòng thủ của chúng tôi kiên cố cũng như vẫn còn kiểm soát hoàn toàn ở khu vực này. Phía Nga thì đã cho biết là Nga đã kiểm soát như vậy là một phần của Chasovia và lẫn cả Bogot. Nhưng Ukraine thì cho biết rằng Nga vẫn còn ở bên ngoài ở cánh đồng và chưa tấn công sâu vào ở bên trong. Vì vậy việc mà Nga muốn đổ bộ tấn công, chúng tôi đã nhìn thấy quan sát cụ thể và đáp trả tức tốc với những đơn vị máy bay không người lái của chúng tôi trên dưới khoảng 500 chiếc và sẵn sàng trực hờ những cuộc tấn công đó. Tình hình hiện nay ở chiến trường miền Đông đang sôi động, miền Bắc đang căng thẳng, còn lại về tình hình ở tại miền Nam Ukraine chẳng hạn như Kherson, Zaporizhia và Melitopol, kính thưa bạn, thì vẫn ở trong cái thế là im lặng, những đụng độ lẻ tẻ không quan trọng.
Còn lại về lực lượng quân đội Ukraine thì bao giờ phản công? Hôm nay Ukraine tiếp tục lên tiếng về vấn đề cây cầu đảo Crimea, số phận của nó ngày tàn đã đến gần và chúng tôi sẽ phá hủy cây cầu đó. Tình hình hiện nay như các bạn đã thấy là Ukraine đang rơi vào một trong tình thế là căng thẳng. Ở giữa cuộc chiến ở tại Trung Đông hiện đang diễn ra có thể nổ bất cứ giờ phút nào, thì lát nữa Du Danh sẽ chia sẻ cùng với tất cả các bạn về tình hình đó. Nhưng hiện tại là Ukraine bắt buộc phải phòng thủ cũng như không thể tấn công. Thứ nhất, vấn đề là Hoa Kỳ hiện đang hỗ trợ vũ khí cho Ukraine về chậm chạp cũng như là cho Ukraine bảo vệ tiến phòng thủ, không để cho Nga chiếm thêm, chứ không phải là để cho Ukraine giành lại lãnh thổ đất nước của mình. Nhìn qua chiến sự trong những ngày qua và cho đến hôm nay cũng như gói hỗ trợ 61 tỷ đô la thì tất cả hầu như nó vẫn nằm ở trong cái tư thế là phòng thủ, vì 61 tỷ này tính luôn cả F-16 từ NATO và cả Hoa Kỳ hỗ trợ cho Ukraine lên tới 89 chiếc theo những gì mà các báo chí bình luận. Vì vậy là số F-16 tính ở trong cái khoản tiền 61 tỷ đô la là một trong con số khổng lồ. Thì các bạn thấy như vậy là Ukraine không thể nào phản công trong năm 2024. Đó là theo bình luận và cũng như tình hình đang gặp khó khăn. Mà Ukraine cũng đang rơi vào một trong tình trạng là hiện nay là Ukraine có thể rơi vào tình trạng là dở nợ từ ngân hàng IMF. Thế giới đã lên tiếng, vì vậy bắt buộc Ukraine ở trong cái thế là bị động hoàn toàn trước tình cảnh này. Đây là cái mối nguy nan chưa từng có. Và nếu như cuộc chiến ở tại Trung Đông bùng nổ, hiện nay thì chưa nổ mà nó căng như cọng dây đàn, hai bên đã dùng thùng thuốc nổ chuẩn bị chơi một cuộc tới bến sắp tới. Và nếu như vậy, Hoa Kỳ có tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine hay không, hay là còn lại chỉ một mình NATO? Vì vậy là Ukraine không đủ vũ khí để phản công. Đó là chi tiết về các báo chí bình luận về tình hình ở tại Ukraine trong 24 giờ. Thì Ukraine bắt buộc phải làm gì trước tình cảnh này? Ukraine phải sử dụng đến máy bay F-16 và hỏa tiễn của Ukraine sản xuất. Hiện nay thì Ukraine đã tuyên bố là Ukraine đã sản xuất được hỏa tiễn tầm xa với 700 cây số và tiêu hủy các vũ khí của Nga ở trong lãnh thổ đất nước Nga. Đó là mục tiêu tấn công. Và cũng như luôn cả cây cầu đảo Crimea này bắt buộc Ukraine phải phá hủy trong tình hình sắp tới, nếu như về giai đoạn mà Ukraine không có hỗ trợ vũ khí từ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là trọng tâm nhất vũ khí tối tân cũng như nhiều vũ khí, còn lại Hiệp hội Châu Âu thì chỉ kềm chân cho Ukraine. Đó là chi tiết về các Ukraine hiện đang gặp khó khăn hôm nay. Và giữa thời điểm Tổng thống Zelensky ông cũng đã mãn nhiệm kỳ. Vì vậy các báo chí bình luận cho rằng Ukraine giải pháp ngày hôm nay bắt buộc phải đi vào một cuộc đàm phán. Và vấn đề việc đàm phán này thì người ta đã bàn tới bàn lui, bàn xuôi dần bàn ngược rất nhiều lần. Vì cuộc chiến nào cũng phải đi đến một cuộc đàm phán, chấm dứt một cuộc chiến tranh. Đó là giải pháp để hòa bình lâu dài cho Ukraine và Nga. Nhưng giải pháp hòa bình đó như thế nào, như lời của Tổng thống Zelensky ông đã nêu ra với báo chí và đặc biệt nhất hãng thông tấn Le Monde của Pháp và luôn cả đài truyền hình Pháp cũng đã công chiếu về những lời phát biểu của Tổng thống Zelensky. Ông nói giải pháp hòa bình ngày hôm nay bất cứ trên một phương diện nào, lợi ích bắt buộc phải của Ukraine phải có, Nga phải rút khỏi lãnh thổ, cũng như nếu có giải pháp mà ép chúng tôi đi đến đoạn cuối, chúng tôi phải trưng cầu dân ý, là quyết định của người dân, không phải quyết định của chúng tôi. Tình hình hiện tại này đang gây cấn cho Ukraine rất nhiều và gặp nhiều khó khăn. Đó là chi tiết về tình hình ở tại Ukraine. Cũng như hiện nay, như các bạn đã thấy, nói vai trò của Ukraine hiện tại là vũ khí và luôn cả F-16 chỉ phòng thủ, chưa phải là tấn công để tái chiếm toàn diện lãnh thổ đất nước Ukraine. Nếu như không có cuộc chiến ở Trung Đông, thì Ukraine có cơ hội nhiều hơn, kính thưa bạn, có thể nói là đến 95% tái chiếm lãnh thổ của mình. Nhưng cuộc chiến ở Trung Đông hiện đang đến mức đe dọa khốc liệt, thì Ukraine bắt buộc phải dự trữ vũ khí phòng thủ
để chuẩn bị một cuộc chiến lâu dài, cũng như vũ khí hiện tại và hỏa tiễn và máy bay không người lái của Ukraine đã có nhiều sản xuất hàng năm lên tới hàng triệu chiếc và lẫn cả hỏa tiễn có thể hàng trăm cái, nhưng không thể lật ngược thế cờ trước tình cảnh này. Theo những gì từ Anh Quốc nhận định, đó là tin tức đặc biệt về Ukraine diễn ra trong 24 giờ. Còn lại đất nước Nga hiện nay thì Nga đang rơi vào tình thế là khủng hoảng về nội bộ của Nga, đặc biệt nhất là dây cánh của ông Shoigu. Shoigu, kính thưa bạn, thì các bạn đã biết là ông Shoigu sau khi bị lật đổ và hàng loạt tướng lãnh của ông cũng bị bắt, và đặc biệt nhất là đại tá chỉ huy mặt trận ở miền Đông cũng đã bị bắt. Vì vậy là Putin đang hốt hoảng, cũng như Putin đang lo sợ phập phồng về vấn đề F-16 mà Ukraine đã nhận được hôm nay từ lời của ông Peskov, cho rằng là F-16 không quan trọng mà Nga sẽ bắn hạ từng chiếc một. Kính thưa bạn, từng chiếc một, nhưng đối thủ F-16 thì bây giờ chưa có đụng tới, chưa biết giữa Su-34, Su-35 cũng như các máy bay của Nga. Thì dòng hôm qua, Ukraine đã tuyên bố bắn hạ một chiếc Su-24 của Nga ở khu vực Donetsk. Nga cũng không lên tiếng điều đó. Máy bay của Nga rất bao nhiêu thì rớt, mà không bao giờ lên tiếng đấy. Ta bị rớt, ngoại trừ trường hợp bị tai nạn ở trong đất nước của Nga. Lúc đó Nga mới nhìn nhận rằng máy bay của họ đã bị rớt. Còn ở chiến trường thì họ không bao giờ xác nhận là họ đã bị rớt máy bay từ Su-34, Su-35 của Nga. Thời gian vừa qua lên tới 5-6 chiếc ở tại Donetsk thì Nga cũng không lên tiếng. Nhưng mà bây giờ thì Putin đang hốt hoảng vì F-16. Theo tin tức mà Nga đã công bố từ ở Liên Hiệp Quốc cũng như luôn cả đại sứ của Nga, ông Antonov, ông cũng đã nêu ra điều này là F-16 có thể mang cả vũ khí hạt nhân. Kính thưa bạn, mà Ukraine thì làm gì có vũ khí hạt nhân? Nếu mà có, tao bữa rồi chứ đâu có chờ đấy. Giờ phút này đâu mà Putin nói tới vô lui, nhưng cuối cùng Putin vẫn là kẻ thất bại. Dù cho Putin có thắng ở Ukraine, Putin vẫn là kẻ thất bại vì là một kẻ xâm lăng. Như vậy hiện nay với quân số mà Nga đã tử trận, từ tình báo Anh Quốc và luôn cả viên cứu chiến tranh Hoa Kỳ nhận định cho biết là con số như vậy là 780.000 quân, con số bây giờ chuẩn bị tròn trẹm ở 800.000 quân, thì 200.000 quân đó từ đây cho đến cuối năm của năm 2024 có thể lên tới con số 1 triệu quân. Thì giữa hai bên hôm nay công bố bên nào cũng chiến thắng, nhưng chưa có chính xác cụ thể cuộc điều tra, kính thưa bạn, vì hai bên đã giấu hết trơn, không ai nói chính xác, nhưng xác suất mà Nga thiệt hại thì con số nhiều hơn. Nhìn qua tình hình hiện nay, Nga đã cạn kiệt về xe tăng và chủ lực của Nga, cũng như Nga sử dụng đến tất cả mọi phương tiện về các là giao thông, chẳng hạn xe đạp điện, xe mô tô và luôn cả xe cách cát, mà những chiếc xe đua, những chiếc xe đó, xe cũ, xe dục gì cũng mang ra để mà chơi tới bến. Bây giờ thì lực lượng quân đội Ukraine bắt đầu máy dùng đến là Makarov. Kính thưa bạn, dưới đầu máy bay không người lái mang tên là 10 quả đạn cối và những loại hỏa tiễn tấu thân và luôn cả súng. Vì vậy là Nga đã rơi vào tình trạng là cạn kiệt. Và quân của Nga nếu như sử dụng đến là lực lượng bộ binh Ukraine còn có cả xe tăng hỗ trợ. Vì vậy, nói đến việc này, Nga đang rơi vào tình trạng là bế tắc, Putin phải thất bại. Vì vậy, các báo chí bình luận, đặc biệt nhất là Anh Quốc, đã nêu ra bài báo ngày hôm qua, đó là Putin đã thất thủ ở tại đảo Crimea và ngày tàn của Putin đã đến gần. Vì vậy, hiện nay, dù cho Nga có dùng dãy cỡ nào, thì Nga cũng cạn kiệt và cuối cùng Nga cũng phải ngồi vào cuộc đàm phán, theo những gì các báo chí chia sẻ về tình hình ở tại đất nước Nga trong 24 giờ. Hiện nay, Nga đang rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế cũng như vụ ngập lụt vừa qua. Và cho đến hôm nay, thì Nga phải tính toán như thế nào trước tình cảnh này? Một trong bài báo Epoch Times chia sẻ về tình hình hiện nay, nếu như ngày mai ngày mốt này một cuộc đàm phán chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, như vậy là Putin có tiếp tục xem Bắc Triều Tiên, Kim Jong Un là anh em nữa hay không, hay là bị bỏ rơi? Cái giải pháp này người ta đang nêu ra vấn đề tình tiết mới nhất, kính các bạn.
thì theo báo chí bình luận đặc biệt nhất là Anh Quốc nhận định cho rằng cũng như bài báo Epoch Times là Putin phải bỏ rơi Kim Jong-un vì Putin không có đường lựa chọn khi mà kết thúc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và NATO phải áp đặt lên Putin về vấn đề vai trò Bắc Triều Tiên vũ khí hạt nhân. Vì vậy là Putin cố gắng ra sức để hỗ trợ cho Bắc Triều Tiên thời gian hiện nay, đặc biệt nhất là với những vũ khí mà tên lửa đạn đạo, Putin sẽ chuyển công nghệ cho Bắc Triều Tiên tự động sản xuất và không dính líu với đất nước Nga. Đó là vai trò của Putin phải làm để hỗ trợ cho Kim Jong-un. Còn thời gian sắp tới, chưa nói, chúng ta chưa biết, vì vậy chưa xác định được tình hình hiện nay ra sao, cũng như giữa Nga và Bắc Triều Tiên có được đầm ấm lâu dài hay không, trong đó có cả Trung Quốc. Đó là chi tiết về bài báo Epoch Times cũng như luôn cả tình báo của Anh Quốc đang nhận định về tình hình đất nước Nga trong 24 giờ. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở tại châu Âu. Cục diện của nó giữa Hungary và Đức đang căng thẳng. Không phải Hungary và Đức không, mà hầu như toàn cả hiệp hội châu Âu. Hiện nay với lời phát biểu của Thủ tướng Hungary, ông Orbán, ông cho biết là ông sẽ cấp visa cho người dân Nga đến đất nước Hungary. Thì bây giờ Thủ tướng Đức, ông đã lên tiếng và ông yêu cầu lực lượng an ninh của Đức cũng như cả luôn châu Âu phải kiểm soát chặt chẽ ở vùng biên giới với tất cả những người lạ đến châu Âu, chẳng hạn người Nga hay những quốc gia thân Nga đến ở châu Âu qua đường đường đi từ Hungary. Hãy kiểm soát vùng biên giới chặt chẽ, không để tình báo của Nga lọt vào châu Âu. Bây giờ thì đang lên dây cốt nóng với Hungary. Như vậy, Hungary sẽ bắt đầu chuẩn bị bước sang một giai đoạn bị cô lập hoàn toàn, kính thưa bạn, bị cô lập từ châu Âu. Nghĩa là hàng cha mắc dịch này, hàng cha ba hồi gì, bốn hồi khác, hàng cha ương người dễ dễn, hàng cha muốn làm người nổi. Thì người nổi cuối cùng Hungary sẽ rơi vào tình trạng tồi tệ sắp tới, đặc biệt lúc luôn cả công dân của Trung Quốc, theo những gì từ Đức đã công bố. Còn lại về tình hình giữa Ba Lan và Belarus cũng có thể nói đang căng thẳng khi mà Tổng thống Zelensky ông đang kêu gọi thành lập ủy ban NATO để hỗ trợ và ngăn chặn tên lửa của Nga luôn cả Belarus. Tình hình hiện nay, kính thưa bạn, là đang bước vào một trong giai đoạn phải nói là người ta dùng nói là cách dùng cái từ là cực nóng một cách đáng sợ chưa từng có. Thì chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra trong những ngày sắp tới, nhưng trong ngày hôm qua thì Phần Lan và Đức cũng như luôn cả Hà Lan đưa máy bay ngăn chặn Su-30 của Nga. Nói Su-30 là một cái dòng tệ hại. Thì giữa NATO và Nga không muốn một cuộc là chiến bùng nổ sắp tới, nhưng Nga hiện tại đang muốn khiêu khích, tức là Nga khiêu khích để tìm một giải pháp nào ngồi lại đàm phán. Nếu như cứ làm tin im lặng hoài thì không thể nào đi đến một cuộc đàm phán chấm dứt, chỉ có cách khiêu gợi. Sau khi đó NATO và Hoa Kỳ cũng như luôn cả Nga bắt buộc phải ngồi lại để dàn xếp một cuộc đàm phán, trong đó có cả Ukraine. Tình hình hiện tại ở khu vực châu Âu, đặc biệt nhất là ở Biển Đen, đang đe dọa. NATO thì đưa máy bay trinh sát đến tuần tra và kiểm soát khắp nơi giữa tình hình đang căng thẳng này. Và Nga thì cũng không thua kém, Nga đe dọa vùng biên giới Phần Lan và ba quốc gia ở vùng Baltic, trong đó có cả Romania. Thời gian vừa qua và cho đến hôm nay thì hiện nay chưa có ai lên tiếng về vấn đề này. Chỉ Phần Lan cũng như luôn cả Đức và Hà Lan đã công bố về việc máy bay của Nga đe dọa đến máy bay trinh sát của Liên minh NATO. Đó là chi tiết về tình hình ở châu Âu trong 24 giờ. Còn lại Anh Quốc đang nhận định tình hình đang căng thẳng giữa ở châu Âu hôm nay, và Anh Quốc thì tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Ukraine nhiều hơn nữa. Theo lời Thủ tướng Anh Quốc ông mới vừa công bố thì tất cả các khối vũ khí đã đến Ukraine lần lượt kính thưa bạn. Tức là hiện nay Ukraine phải dự trữ vũ khí, và bên cạnh đó còn có Đức cũng như các công ty hạng sưởng đang bắt đầu vận hành để sản xuất vũ khí từ xe tăng cho đến đạn pháo Ukraine. Thì trong tương lai sắp tới, Ukraine có thể là có đủ sức để phản công, đặc biệt nhất là đạn pháo.
152 ly, xin lỗi, 155 ly và 105 ly. Hai loại đạn này cần thiết cho Ukraine nhiều nhất ở trong tình hình mà Ukraine phản công. Thì có thể Ukraine phản công vào năm 2025 tới đây. Đó là chi tiết về tình hình trong 24 giờ mà châu Âu đã lên tiếng. Thì chúng ta cũng quay trở lại cục diện ở tại Trung Đông. Nói đến chảo lửa Trung Đông thì ngay bây giờ kính thưa bạn phải nói là căng như cọng dây đàn. Chúng ta không biết trong những ngày sắp tới ra sao. Và trong tuần lễ này là trong tuần lễ quyết định ở chiến trường giữa Do Thái và Ai Găng cũng như Ebola. Và có đi đến một cuộc chiến tàn khốc hay không? Toàn diện cả Trung Đông hay không? Điều này chưa ai xác định được. Nhưng hiện tại Tổng thống Biden, ông phải mở cuộc họp khẩn cấp với Bộ An ninh và quân đội của Hoa Kỳ là cả ngũ giác đài cùng ngồi họp ở đây bàn tán cũng như chuẩn bị cho một kịch bản tồi tệ ở Trung Đông có thể diễn ra ở trong tuần lễ này tới đây. Thì sao lại Tổng thống Biden, ông cho biết là với hạm đội của Hoa Kỳ cũng như những chiếc khu trục hạm và quân đội của Hoa Kỳ hiện đang có mặt ở tại Vịnh Ba Tư. Và hiện nay tức là để ngăn chặn một cuộc tấn công toàn diện của Iran vào lãnh thổ đất nước của Do Thái, để ngăn chặn tất cả các cuộc tấn công này, không để cho một cuộc tấn công lây lan tiềm tàng của nó đi đến mức tồi tệ. Hiện nay thì theo lời của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và luôn cả tình báo Hoa Kỳ đã thông báo trong cuộc họp hiện tại này là Iran đang chuẩn bị tất cả các phương tiện về tên lửa để sẵn sàng một cuộc tấn công toàn diện vào lãnh thổ đất nước của Do Thái. Vì vậy, tình hình hiện nay là ở trong cái giai đoạn là khốc liệt chưa từng có. Thì cùng lúc này, Thủ tướng Do Thái, ông cũng họp nội các của ông từ tình báo, Bộ Quốc phòng và luôn cả Quốc hội đã chuẩn bị cho một kịch bản tồi tệ mà một cuộc chiến tranh. Thủ tướng Do Thái, ông sẵn sàng đập tan trục ma quỷ của Iran. Đó là lời của Thủ tướng Do Thái. Ông nói bất cứ kẻ nào muốn tấn công vào đất nước của chúng tôi, họ sẽ đáp trả một cách khốc liệt chưa từng có và có thể là tiêu diệt toàn diện. Chúng tôi cũng có thể phủ đồng vào đất nước Iran bất cứ trên mọi phương tiện. Với khả năng của Do Thái thì có thể tấn công phủ đầu một cách dễ dàng. Nhưng Hoa Kỳ có chấp thuận hay không? Đây là một vấn đề. Nếu như hai bên đụng độ, Do Thái không thể ngồi yên bắt đầu một cuộc tấn công. Tình hình hiện tại, theo tình báo, Do Thái đã cho biết hiện nay tức là lực lượng của Houthi, Ebola và luôn cả dân quân Hồi giáo, Iraq và lẫn cả Shia đang tập hợp chuẩn bị để sẵn sàng cho một cuộc tấn công lớn bằng tên lửa rocket và lẫn cả bộ binh có thể áp nập vào biên giới. Với tình hình hiện đang căng thẳng khốc liệt này, kính thưa bạn, bây giờ thì hai bên đang dàn trận với nhau lên dây cốt, cả Hoa Kỳ cũng phải đang nghe là te tua trước tình cảnh này. Hoa Kỳ tức tốc viện trợ vũ khí cho Do Thái. Vì vậy, Do Thái có thưa cùng với tất cả các bạn vừa qua là nếu như cuộc chiến bùng nổ, tức là Ukraine sẽ mất đi một phần về vũ khí, mà nói một phần lớn chứ không phải là một phần nhỏ. Vì vậy đã dồn về cho Do Thái, đồng minh của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không thể bỏ qua. Vì vậy cuộc diễn này tức là đi đến một cuộc diễn tồi tệ sắp tới, hiện đang diễn ra hôm nay, mà thủ tướng của Do Thái, ông Netanyahu, ông nhấn mạnh và ông thề sẽ đập tan trục ma quỷ Iran, Ebola, Houthi và luôn cả dân quân Hồi giáo ở Iraq. Đó là những gì tình hình đang diễn ra trong vòng 4 giờ ở tại Trung Đông. Nói đến Trung Đông hiện tại thì từ Iran là họ đã đang chuẩn bị kịch bản tất cả hoàn tất. Dù rằng họ chưa có lên tiếng như lời giáo chủ đã tuyên bố là sẽ đáp trả, bây giờ thì Do Thái bắt đầu ra lệnh cho người dân và lẫn cả chính phủ đào hầm trú ẩn, một trong những hầm trú ẩn để bảo vệ giới chức chính phủ của Do Thái. Và hầm trú ẩn được thời gian lâu dài,
cũng như làm việc ở dưới đó. Nếu như một cuộc chiến tranh tấn công, thời gian kéo dài mà theo thủ tướng Do Thái, ông nói cả năm chơi tới bến luôn, kính các bạn, cả năm chơi tới bến luôn. Vì vậy tình hình hiện nay các bạn thấy là cục diện ở Trung Đông, điều anh phải nói là tối tăm mặt mày trong hai ngày nay. Ngay bây giờ thì hầu như toàn thế giới là kêu gọi công dân của mình phải rời khỏi Lebanon, thủ đô của Liban, và cũng như luôn cả Iran, tất cả các công dân phải rời khỏi tức tốc và đừng bao giờ ở lại. Nếu như mà ở lại chậm trễ không còn kịp thời gian, Hoa Kỳ cũng chuẩn bị tàu chiến để rằng là đưa công dân của mình rời khỏi Liban nếu như tình trạng nổ ra. Thì bây giờ công dân của các quốc gia ung rời khỏi đất nước Liban, đó là diễn biến mới trong 24 giờ. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở tại Venezuela hiện đang diễn ra, đang sôi nổi, mà dấu hiệu cho thấy là hiện tại ngày hôm nay từ quân đội và là cả cảnh sát hiện đang đứng về phía người dân. Những cuộc xuống đường vẫn còn tiếp tục, nói đến là hàng chục ngàn người đang trùm beng tất cả các tỉnh thành ở đất nước Venezuela. Và hiện là những người xuống đường đang kêu gọi luôn cả phe đối lập hãy bắt đầu kiểm phiếu và bao nhiêu phiếu của mình. Dân dân nhiều chuyện ở Venezuela mà ông Maduro, kính thưa bạn, ông cũng phải điên đồng dứt ấp. Kẻ gian lận mà kính thưa bạn, kẻ gian lận thì lúc nào cũng sợ sệt, lo sợ rằng những ngày sắp tới số phận của ông không biết sẽ ra sao, chạy đi đâu đi. Bây giờ nếu Maduro thất thủ chạy về Cuba, điều này là chắc chắn, không dám chạy qua Nga. Mà đất nước của Venezuela hiện nay đang rơi vào một trong tình trạng tồi tệ, mà người dân Venezuela cho biết rằng là đồng tiền ở đất quốc gia này tiếp tục cân ký lô sắp tới. Tất cả các hệ thống về thương mại và luôn cả ngành xuất khẩu bị tê liệt hoàn toàn, kính thưa bạn, bị tê liệt hoàn toàn. Và cuộc xuống đường vẫn còn đang tiếp tục. Chia sẻ với các bạn, có mấy con bồ hông nó cứ bay ở trên cái bộ làm nhột nhột khó chịu. Xin lỗi các bạn. Thì hiện nay về vấn đề này, hãy nói đang bước trong cái giai đoạn là cực nóng ở tại Venezuela. Đó là chi tiết về tình hình ở Trung Đông trong 24 giờ. Thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới. Như vậy Trung Đông có thật sự là một cuộc nổ ra hay không? Một cuộc chiến lan rộng hay không? Hiện tại như lời của Tổng thống Biden ở tại cuộc họp Hoa Kỳ ngày hôm nay, ông nói tình hình hiện tại, ông cố gắng hết sức để dàn xếp giữa Iran và Do Thái. Như vậy không đến đi đến một cuộc xung đột toàn diện thì không biết ông giải quyết như thế nào trước tình cảnh này. Nhưng theo đài CNN cũng như báo chí nêu dắt thêm cho rằng không có một cách giải pháp nào ngoài cái việc là chuẩn bị một cuộc chiến nổ sắp tới. Đó là chi tiết về tình hình Trung Đông. Thì chúng ta cũng quay trở lại khu vực châu Á của chúng ta. Châu Á đang nổi cộm nhiều vấn đề hiện nay mà các báo chí đang bình luận xôn xao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng như Bắc Triều Tiên, dân dân. Nói đầu tiên là Bắc Triều Tiên. Thì Kim Jong-un hôm nay đã đến tham dự cái ngày chuyển giao tên lửa tối tân mới cho các đơn vị quân đội của Bắc Triều Tiên. Thì Bắc Triều Tiên tức tốc kéo rầm rộ ung các bệ phóng tên lửa mới nhất mà Kim Jong-un đã ký giao cho quân đội Bắc Triều Tiên và đưa đến áp sát biên giới vĩ tuyến 38. Tình hình lại căng thẳng hơn nữa ở Bắc Triều Tiên. Và chảo lửa Bắc Triều Tiên này có được yên ổn hay không? Hay là nó sẽ dẫn đến một cục diện tồi tệ giữa Nam Hàn và Bắc Triều Tiên? Hiện tại thì Nhật Bản cũng đang quan ngại đến tình hình này. Nhật Bản đang ráo riết bắt buộc phải đặt hệ thống lá chắn. Theo lời Bộ trưởng Bộ phòng của Nhật Bản cho biết, từ đây cho đến cuối năm, chúng tôi sẽ là thành lập như vậy là trên dưới khoảng 40 trạm về hệ thống lá chắn toàn đất nước của Nhật Bản để bảo vệ nếu như một cuộc đụng độ nổ ra mà tên lửa của Bắc Triều Tiên bắn vào Nhật Bản. Chúng tôi sẽ ngăn chặn hoàn toàn, theo lời Bộ trưởng Bộ phòng Nhật Bản, ông đã công bố. Hiện nay các bạn đã thấy, nói đến việc Bắc Triều Tiên, Nam Hàn là cũng dẫn ở trên cái cốt, dù rằng đất nước của Bắc Triều Tiên hiện đang rơi vào tình trạng ngập lụt và tồi tệ nhất chưa từng có, nhưng họ vẫn ở cái quyết mạch là con đường để ăn thua đủ
vũ khí và dùng vũ lực để sử dụng đến bom hạt nhân. Hai bên bây giờ đang đe dọa nhau khốc liệt, trong đó có cả Hoa Kỳ. Kính thưa bạn, thì giải pháp này có cái giải pháp nào để giải quyết được Bắc Triều Tiên hay không? Hiện nay, đặc biệt nhất theo tờ báo Nikkan Nhật Bản đã cho biết nói giải pháp này khó, dù cho cùng tổng thống Donald Trump ông có tái đắc cử thì tình hình giữa Nam Bắc Triều Tiên vẫn ở trong tư thế đó, ngoại trừ trường hợp khi nào Kim Jong Un xuôi tay nhắm mắt và con gái của ông có thể thay đổi một cục diện mới. Đó là theo cái ước nguyện và hy vọng, chứ chưa có gì là thực tế vì cả một bộ chính phủ của Bắc Triều Tiên, đặc biệt nhất là em gái của Kim Jong Un, Kim Yo Jong, thì cũng đang năn nổ ngày hôm nay với dao to búa lớn. Và nếu như Kim Jong Un ở nghe là đã đi gặp ông nội và cha của mình thì không biết là cô em gái này có lật ngược thế cờ để giành quyền chức hay không. Đây là còn vấn đề khác nữa, kính thưa bạn.